Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trưa nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương để chỉ đạo triển khai ứng phó với dịch bệnh. Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đêm ngày hôm qua 15 tháng 7 đến sáng nay ngày 16 tháng 7, Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 40 ca mắc COVID-19 liên quan chín chuỗi lây nhiễm phát sinh từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay. Trong đó, chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân làm nghề cắt tóc tại An Khê đã lây nhiễm 18 ca. Chuỗi lây nhiễm xuất phát từ bệnh nhân khám tại Bệnh viện Đà Nẵng đã ghi nhận 15 ca bệnh. Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm liên quan công ty Việt Hòa đã ghi nhận thêm 8 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh đến nay lên 27 ca. Doanh nghiệp này hiện đã dừng hoạt động trong vòng 14 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế và các ngành địa phương kiến nghị cần nhanh chóng có biện pháp mạnh để kịp thời khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, phường An Khê và Thạc Gián, quận Thanh Khê và công ty điện tử Việt Hòa. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các ngành địa phương tập trung huy động tổng lực để khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan. Biến chủng mới lây lan nhanh nên chúng ta phải có những giải pháp mới phù hợp, phải làm thật nhanh, bởi chậm thời gian nào thì hậu quả sẽ lớn hơn, vì vậy phải quyết tâm hơn nữa. Trong đó tiếp tục tăng tốc điều tra dịch tễ, truy vết và đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Chúng ta sẽ phải làm tổng lực để chặn sớm, phải có một cái chiến lược hoặc một cái kế hoạch xét nghiệm mới. Chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm test nhanh, sau đó sẽ tiếp xét nghiệm PCR, phải huy động một cách tối đa các lực lượng để chúng ta đánh giá cái nguy cơ trên cái cộng đồng của chúng ta. Mà nhất là tôi đề nghị nhắc lại là các đồng chí phát huy cái vai trò của tổ COVID cộng đồng và cái hệ thống chính trị ở cơ sở để xác định cái việc đấy. Bí thư Thành ủy đồng ý chủ trương thực hiện chỉ thị 16 đối với 4 phường An Khê, Thạc Gián, Hòa An và Hòa Khánh Bắc và yêu cầu thực hiện nghiêm để sớm ngăn chặn dịch. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tập trung xử lý rốt ráo ổ dịch tại công ty điện tử Việt Hòa, trong đó các địa phương nắm và giám sát chặt chẽ lực lượng công dân của công ty đang cách ly tại nơi lưu trú, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, dịch bệnh đang phức tạp nên cần làm khẩn trương hơn nữa. Thống nhất thực hiện chỉ thị 16 tại 4 phường từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Các quận, huyện tiếp tục rà soát nguy cơ, phân tích mối liên hệ các ca nhiễm để khoanh vùng kịp thời. Giao cho các quận, huyện tiếp tục rà soát để phong tỏa cứng các khu vực. Xem xét đánh giá có thể mở rộng, nới rộng các cái khu mà chúng ta đã phong tỏa trước đây. Khẩn trương tiến hành xét nghiệm, mở rộng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đề nghị ngành y tế nhanh chóng tổ chức thực hiện kế hoạch xét nghiệm trên toàn thành phố, bố trí địa điểm, thời gian, cách thức tổ chức hợp lý, nhanh chóng. Chính quyền địa phương, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và các chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi, nắm thông tin về nơi lưu trú, liên lạc của công dân để kịp thời xử lý.